Cô chú và quý anh chị còn ngần ngại gì nữa mà không lựa chọn cho mình một mảnh vườn quá phù hợp và vị trí quá đẹp như thế này cô chú quý anh chị này. Vị trí thì nằm tọa lạc ngay trung tâm lõi của xã Đắc Rung thuộc huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông cô chú quý anh chị nhé. Từ cái vị trí mảnh vườn này mà mình di chuyển ra trung tâm trường chợ chỉ mất đâu đó tầm khoảng 600m thôi. Và đường xá rất là thuận tiện, xe hơi 4 chỗ có thể di chuyển đến đất. Hôm nay em lại tiếp tục quay và giới thiệu đến cho cô chú quý anh chị một mảnh nhà vườn có vị trí tọa lạc tại xã Đắc Rung thuộc huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cô chú quý anh chị nhé. Đây là hình ảnh thửa đất em khoanh vùng lại cho quý anh chị dễ dàng hình dung hơn. Hồ nước tưới chung cô chú quý anh chị nhé. Tổng diện tích mảnh vườn của mình là 10.000m2, 1 hecta cô chú quý anh chị ạ. Và đó có sẵn một cái căn nhà cấp 4 kiên cố. Sân phơi thì rộng rãi và điện nước wifi đầy đủ rồi. Trên đất hiện trạng thì gia chủ trồng cà phê, hồ tiêu và có xen canh nhiều loại cây ăn trái trên cái mảnh vườn của mình cô chú quý anh chị nhé. Hình ảnh livecam em sẽ quay chi tiết tường tận cái mảnh vườn này cho cô chú quý anh chị có thể hiểu được là cái mảnh vườn này rất là gần trung tâm, thuận tiện cho cô chú quý anh chị canh tác ở lại trên cái mảnh vườn này luôn. Đây là khu vực trung tâm trường chợ, ủy ban cũng như là các tiện nghi, khu vực hành chính cho cô chú quý anh chị. Và đường vào cái mảnh vườn của mình, từ đường nhựa vào mảnh vườn thì mất khoảng 300m là đường đất. Di chuyển ở trung tâm trường chợ ủy ban cấp 123 chỉ mất rơi vào đâu đó khoảng 600m thôi. Cô chú quý anh chị đang muốn tìm một cái mảnh vườn có nhà ở và cái nguồn thu ổn định thì cái mảnh vườn này cô chú quý anh chị đáng lưu ý đến này. Cực kỳ phù hợp và cây trồng thì rất là đẹp luôn. Hồ nước tưới chung thì rộng đến 5.000m2, tương đương với 5 sào nha cô chú quý anh chị. Nước tưới tẹt ga thoải mái, xung quanh dân cư ở rất là đông luôn rồi này. Bây giờ em sẽ di chuyển xuống khu vực bên dưới để quay cho cô chú quý anh chị mình cùng xem. Trên đất hiện trạng thì gia chủ có làm được một căn nhà cấp 4 khang trang kiên cố rồi cô chú quý anh chị này. Sân phơi thì rộng rãi, điện nước đầy đủ. Căn nhà này với tổng diện tích rơi vào khoảng 100m2 cô chú quý anh chị nhé. Nói chung căn nhà này thì mình mua vào là dọn vào ở luôn, không phải sửa sang gì nữa. Chủ nhà sẽ để lại tất cả các cái bồn nóng lạnh cũng như là bồn chứa nước lại cho quý anh chị mua mảnh vườn này luôn nhé. Đây là cái thân đất của mảnh vườn. Trên đất thì bác chủ bác trồng rất nhiều loại cây ăn trái nha cô chú quý anh chị, như hồng xiêm, bơ 034, mít thái, thanh long, nhãn, nói chung là đủ các loại luôn. Bác chủ có trồng thêm được khoảng 5-6 cây sầu riêng nữa thì năm nay cũng bắt đầu cho bông rồi. Hiện tại trên mảnh đất của mình thì gia chủ trồng đông đặc cà phê, và cà phê thì hoàn toàn là cà phê giống mới và đẹp như thế này hết quý anh chị này. Năm nay cho nguồn thu cực kỳ là mạnh luôn nhé. 1 hecta này gia chủ thu về mỗi năm là khoảng rơi vào đâu đó khoảng 3 tấn cà phê nhân và 6 đến 7 tạ tiêu khô quý anh chị. Một nguồn thu cũng rất là ổn định, kèm một căn nhà cấp 4, điện nước wifi đầy đủ rồi, mà cách trung tâm trường chợ ủy ban chỉ loanh quanh tầm 600m thôi. Đây, cà phê năm nay cô chú quý anh chị thấy không? Trái cực kỳ là nhiều luôn. Tổng diện tích mảnh vườn này là 10.000m2 cô chú quý anh chị nhé. Sổ sách chính quy pháp lý đầy đủ. Cà phê thì hoàn toàn là cà phê giống mới. Và em sẽ di chuyển từ dưới cái mảnh vườn đầu nhà cho đến lên trên cuối mảnh vườn cho quý anh chị cùng tường tận. Trên đất thì bác chủ có trồng mít thái và nhiều loại cây ăn trái khác. Nguồn thu của cái mảnh vườn này chủ yếu là cà phê và hồ tiêu. Với một thân đất thoải nhẹ và chất đất đỏ ba gian cực kỳ là tốt và màu mỡ luôn nha cô chú quý anh chị nhé. Đây, bác chủ bác có trồng được một số cây sầu riêng như thế này. Đường đi ở giữa này là đường đi riêng của gia đình mình cô chú quý anh chị này. Thân đất của mình thì triền nhẹ thôi. Và cái hướng này thì khuất gió cô chú quý anh chị nhé. Hoàn toàn khuất gió.
Nếu cô chú quý anh chị đang muốn tìm cho mình một cái mảnh vườn có một căn nhà cấp 4, điện nước đầy đủ, gần trung tâm, thì cô chú quý anh chị nên lưu ý tới cái mảnh vườn này. Nguồn thu ổn định, cây trồng phát triển cực kỳ đẹp. Và em sẽ báo giá luôn cho cô chú quý anh chị tham khảo. Nếu cảm thấy phù hợp thì cố gắng theo dõi hết video của em nhé. Tổng diện tích trên sổ sách chính quy của mình là 1 hecta 10.000 mét vuông, và giá của chủ nhà đang đưa ra cho quý anh chị mình tham khảo là 1 tỷ 300 triệu. Giá này chỉ còn bớt lộc lá nữa thôi quý anh chị nhé. 1 tỷ 300 triệu cho tổng diện tích nguyên lô hết đất 1 hecta này quý anh chị này. Đây, nhà cửa dân cư ở rất là đông ở phía bên dưới này. Và phía bên trên kia là đường tỉnh lộ, khu trung tâm hành chính cũng như là trường học cấp 123 quý anh chị nhé. Quý anh chị mua cái mảnh vườn này thì mình chỉ cần dọn vào và ở luôn, chăm sóc cây trồng và chờ đến ngày thu hoạch thôi. Bởi vì cái mảnh vườn này thì bác chủ bác làm rất là bài bản luôn. Cây trồng thì đã phát triển đẹp rồi, không còn phải trồng thêm bất cứ cây gì nữa quý anh chị này. Một nguồn thu ổn định. Cà phê bây giờ giá cực kỳ cao luôn, 120.000 cho 1 kg nhân quý anh chị nhé. Hồ tiêu cũng trên dưới 100 rồi. Nguồn thu cực kỳ là cao. Một cái mảnh vườn mà mỗi năm gia chủ thu về ít nhất là rơi vào tầm khoảng trên 200 triệu. Cô chú quý anh chị quan tâm đến cái mảnh vườn này thì trực tiếp liên hệ với em qua số điện thoại ở bên góc phải màn hình quý anh chị nhé. Em sẽ dẫn quý anh chị mình đi xem thực tế cái mảnh vườn này và gặp chủ nhà để cùng trao đổi thêm thông tin chi tiết của cái mảnh vườn này. Diện tích là 1 hecta 10.000 mét vuông, sổ sách pháp lý đầy đủ. Tọa lạc tại ngay trung tâm của xã Đắc Rung, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông. Giá 1 tỷ 300 triệu có bớt lộc lá quý anh chị nhé. Cô chú quý anh chị đang theo dõi kênh này thì nhớ nhấn nút đăng ký chia sẻ để tiếp tục đón xem những cái video sớm nhất, có thể lựa chọn cho mình được một cái mảnh vườn phù hợp hơn với tiêu chí mà cô chú quý anh chị đang đề ra. Khu vực của xã Đắc Rung thì có trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Và cái mảnh vườn này cực kỳ gần với trường học. Tất cả trường học cấp 1, 2, 3 đều cách cái mảnh vườn mình thì rơi vào tầm khoảng 600 mét thôi. Trường chợ, ủy ban rất là phù hợp, thuận tiện. Đây là khu vực mà gia chủ trồng hồ tiêu. Có rơi vào đâu đó khoảng hơn 200 trụ hồ tiêu như thế này quý anh chị nhé. Gần 300 trụ, theo trên chủ nhà là gần 300 trụ hồ tiêu như thế này. Và trong cái diện tích trồng hồ tiêu này thì bác chủ bác đã trồng xen canh cây cà phê. Cà phê này thì trồng mùa mưa vừa rồi thôi quý anh chị này. Đây, thân đất của mình thì cực kỳ là thoải đẹp luôn. Đường đi ở giữa là đường đi riêng của mình. Và bên bờ đường thì bác chủ bác trồng một hàng cây mít thái. Cái giống cà phê này phát triển cực đẹp luôn quý anh chị nhé. Cà phê giống mới, một giống cà phê rất là năng suất. Thuận tiện, gần trung tâm, kín gió, thế đất thì bằng thoải, nguồn thu cao, kèm theo nhà ở cấp 4. Ổn định. 1 hecta 10.000 mét vuông và giá 1 tỷ 300 triệu có bớt lộc lá cho quý anh chị. Thân đất thì triền nhẹ và chất đất đỏ ba gian hoàn toàn là màu mỡ và khuất gió. Cây trồng ổn định. Quý anh chị còn ngần ngại gì mà không nhấc máy liên hệ trực tiếp cho em để sở hữu cho mình một mảnh vườn đẹp như thế này. Mọi thông tin chi tiết về mảnh vườn này em sẽ ghim ở phần mô tả. Quý anh chị có thể xuống phần mô tả để đọc kỹ hơn về thông tin chi tiết của mảnh vườn này nhé. Nhà ở của mình phía bên dưới đó, và xung quanh dân cư ở cũng khá là đông. Chỉ cách đường nhựa rơi vào khoảng 400 mét thôi.
Hồ nước tưới thì thoải mái tẹt ga, rộng tới 5.000 m2 quý anh chị này. Hồ nước tưới chung, và đây là cái cổng vào nhà của mình, thì gia chủ cũng đã làm cổng rất là kiên cố rồi, an toàn. Quý anh chị quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho em. Mọi thông tin chi tiết sẽ có ở phần mô tả quý anh chị nhé. Xin cảm ơn quý anh chị đang theo dõi video Nhà đất Phan Công. Cảm ơn và hẹn gặp lại.